chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gương Mặt Cuộc Thi. Năm chú rể và ba cô dâu. Trong số họ sẽ chỉ có hai cặp đôi phu thê thực sự. Việc tìm ra những cặp đôi này sẽ là cuộc đấu trí tay ba căng thẳng, hấp dẫn nhưng cũng không kém phần hài hước giữa ba đội chơi. Đội chủ nhà, đội khách mời và đội các cô dâu chú rể. Qua ba vòng thi, nếu đội khách có thể thắng đội chủ nhà bằng cách tìm ra ít nhất một cặp đôi phu thê thực sự và có số điểm cao hơn đội chủ nhà thì sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn từ chương trình. Nếu không, phần thưởng sẽ thuộc về 8 người chơi. Trong hai vòng đầu tiên, nếu đội chơi đặt cược và có được sự lựa chọn chính xác các cặp đôi thì sẽ nhận được giá trị giải thưởng lớn hơn. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại gặp gỡ năm chú rể và ba cô dâu, trong đó có hai cặp đôi thật, và nhiệm vụ của đội chủ nhà, đội khách mời sẽ tìm ra hai cặp đôi thật đó. Hai cặp đôi đó là như thế nào? Quý vị cũng cùng đoán với chúng tôi nha. Trước khi đến với chương trình thì Quỳnh Linh xin mời giới thiệu hai đội chơi. Đội đầu tiên là đội chủ nhà gồm thế này: Cát Phượng, hai thứ hai Kiều Minh Tuấn. Và đội khách là cặp đôi vợ chồng rất dễ thương, thưa quý vị. Một nhạc sĩ và một siêu mẫu. Xin giới thiệu Minh Khang và Thúy Hạnh. Theo Thúy Hạnh thì để tìm ra một cặp đôi vợ chồng thật, chúng ta nhìn vào điều gì? Với những cặp vợ chồng thật ý, thì em nghĩ là cái ánh mắt họ dành cho nhau nó sẽ khác. Và các cái cử chỉ thân thương họ dành cho nhau cũng sẽ khác. Nhưng khi một người chồng mà nói xấu một người vợ thì phản ứng họ như thế nào? Còn những bà vợ thì có thể ngồi im, nghe, quen rồi. Nghe chồng nó xấu quen rồi. Về xử sau. Xử sau, đúng rồi đấy chị ạ. Nhưng mà cũng có thể có những bà vợ là nhăn mặt liền, hay là bĩu môi, hay là chê lại. Nhạc sĩ Minh Khang thân mến, nếu như mình lỡ mình nghe bà vợ mình nói xấu mình á, thì mình sẽ phản ứng thế nào? Cái clip hay quá. Tối về quỳ lại năn nỉ. Năn nỉ vài lần bữa sau hết nói xấu. Cái này cũng là một phương pháp để cho cuộc sống yên bình, đúng không? Thôi bây giờ chúng ta sẽ xem mặt ba cô dâu và năm chú rể. Xin mời ba cô dâu, vị trí A. Vị trí B. Vị trí C. Mời năm chú rể, vị trí số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Ở đây sẽ có hai chú rể và hai cô dâu là những cặp vợ chồng thật. Họ sẽ chia sẻ những câu chuyện thật của họ trong cuộc sống. Xin mời các cô dâu giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và hai đội chơi. Em tên Phương Trúc, năm nay 31 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Xin chào quý vị khán giả và xin chào hai đội chơi. Em tên là Nguyễn Phương, hiện năm nay em 27 tuổi và hiện tại em đang làm kinh doanh ạ. Dạ, xin chào mọi người, em tên là Diễm Phương, năm nay 25 tuổi, hiện là lễ tân của nhà hàng. Mời năm chú rể. Xin chào anh Quyền Linh, chào hai đội chơi cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Thiện, năm nay em 27 tuổi. Em hiện là kỹ sư chiếu sáng. Vị trí 2. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào hai đội chơi, chào quý vị khán giả. Em tên là Mai Văn Hải, năm nay em 27 tuổi, nghề nghiệp hiện tại của em là quản lý nhà hàng. Số 3. Xin chào anh Quyền Linh và hai đội chơi cùng quý vị khán giả. Em tên là Cao Hoàng Nghĩa, năm nay em 26 tuổi, hiện em làm tài xế. Số 4. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào hai đội chơi và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Phong, hiện em 30 tuổi, em đang kinh doanh riêng, việc riêng. Số 5. Xin kính chào anh Quyền Linh, chào hai đội chơi và quý vị khán giả. Em tên là Quang, hiện em là giáo viên ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 32 tuổi. Đây, bây giờ họ đã giới thiệu về mình. Theo những kinh nghiệm của hai vợ chồng Minh Khang và Thúy Hạnh thì chúng ta xem ai là cặp vợ chồng thật. Mình thử đoán xem nào. Bán vui thôi. Nếu mà nhìn số tuổi ở đây thì có vẻ hơi ngang ngang nhau anh nhỉ. Tức là có một cô dâu 31 tuổi, còn chú rể thì toàn 26, 27. Có một chú rể 32, một chú rể 30. Thì nếu mà nói về độ tuổi thì có lẽ là hai chú rể 4, 5 với cô dâu A có vẻ hợp lý hơn. Em nói về độ tuổi, Nhìn mặt bắt hình dung thôi. Chú rể 2 với lại cô dâu 3, cô dâu C với chú rể 2. Tại sao?
Thì chắc có một cái tương đồng là quản lý nhà hàng và lễ tân. Nhìn hình ảnh cũng có vẻ có chút xíu phù thề đấy. Phù thề một chút đúng không? Nhưng mà sao mà nói xong thấy chú rể một, chú rể hai đều ngồi cười. Mà sao mà cười lên, hai người cũng cười giống giống nhau. Biết đâu họ là thật thì biết sao? Biết đâu lại một hai với cả cô Jose những cái cũng khó. Kỹ sư chiếu sáng nhiều khi làm tránh sáng nhà hàng á, đèn nó đồ. Biết đâu được. Biết đâu đó được. Đó là sự suy đoán thôi. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với vòng 1 của gương mặt phu thê. Chào đón quý vị và các bạn đến vòng 1 gương mặt phu thê. Ở vòng 1 thì các cô dâu chú rể sẽ kể về những câu chuyện tình yêu của họ lúc họ mới quen nhau. Thông qua câu chuyện đó, chúng ta đoán xem ánh mắt, cử chỉ, phản ứng của họ như thế nào để chúng ta nghi ngờ cặp đôi nào đó. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nghe các cô dâu nói về những ấn tượng lần đầu tiên họ gặp mặt ông xã của họ. Vị trí A, bắt đầu. Lần đầu tiên thì em và ông xã em gặp nhau tại quán cà phê. Thì lúc đó thì ấn tượng đầu tiên với em thì ảnh cũng cao. Nhưng mà em không vui gì mấy, tại vì ảnh rất là nhiều chuyện. Vô trong suốt buổi uống nước mà ảnh nói hình như là em chỉ ngồi nghe thôi. Còn như là ảnh nói không, nên trong đầu em á là ý định là mai cho em gái của em lần sau đi hẹn đi uống nước nữa thì em mới nói là ý định của mình ra. Thì ảnh nói là mai chỉ đâu xa, đối diện trước mặt sao không là mai. Ngày nào ảnh cũng theo mà ảnh nói riết vậy thôi. Rồi em cũng siêu lòng. Và cuối cùng không có làm mai cho em của em luôn. Dạ không, dở kế hoạch. Mời cô dâu thứ hai. Thì lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau đó là khi mà anh đi chung với nhà đám bạn. Ấn tượng đầu tiên về anh thì em chẳng có cái ấn tượng gì đặc biệt cả. Nó đúng hơn là ấn tượng xấu, bởi vì là mặc thì mặc quần sọc, xong rồi áo thì có mấy cái hình quái quái trên người á, mà nhìn đen đen xấu cái kiểu gì á, chứ không được như người ta. Nhưng mà sau đấy thì anh có viết vào một tờ giấy gấp lại thành một cái bông hoa hồng rất là đẹp, ghi là cho anh làm quen nha. Thì khi em nhận cái bông hoa này thì em thấy là cái chữ của anh ấy rất là đẹp. Sau đấy thì anh ấy cứ viết thư qua lại cho mình thì mình bị chinh phục. Và sau đấy hai vợ chồng em yêu nhau. Đàn ông mà chữ đẹp cũng có thuận lợi quá nhiều. Mời cô dâu C. Dạ, ấn tượng đầu tiên của em với chồng á thì em không ấn tượng hết. Nhìn ảnh cao mà mập rồi á, đeo mắt kính đen giống như xã hội đen á, nhìn rất là ghê. Nhưng mà sau đó ảnh cứ theo đuổi em mãi, cứ thấy được sự chân thành của ảnh thì em bắt đầu mới là chấp nhận lời cơ. Cao, mập, đen, mập. Chúng ý mình. Đúng mình. Bây giờ á, mời các chú rể mình sẽ kể những cái ấn tượng đầu tiên gặp mặt bà xã của mình. Lần đầu tiên em gặp vợ em là hôm đó là có cái buổi họp mặt của hội từ thiện. Thì em không biết lúc đó vợ em có chú ý tới em không, nhưng mà vô là em cái nhìn vợ cái là em bị hấp hồn liền. Lúc đó vợ em trắng, rồi cao, xinh, mà đặc biệt là cái giọng nói rất là nhẹ nhàng. Thì sau khi bị hấp hồn vậy về em phải thức mấy đêm suy nghĩ, lên kế hoạch tấn công thì cua được vợ em cho tới bây giờ. Vị trí số 2. Em thì gặp vợ em trong một lần em đi uống cà phê cùng với bạn. Mà em ấn tượng nhất vợ của em là mùi nước hoa rất là đặc trưng. Khi mà em ngửi thấy mùi nước hoa em đã có ấn tượng thì em đã thích rồi. Thì em mới đưa mắt nháy vợ em là cạc 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 cạc. Nhưng mà cô ấy thì lại rất là chảy. Không có để ý đến em. Nhưng mà sau đi khi đó em cố gắng tạo ấn tượng rất là tốt và theo tìm cách theo đuổi cô ấy cho đến bây giờ. Anh ơi, cái chuyện mà tả tả đá lông nhiều từ sau anh làm thử coi anh. Cà 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 cà. Dữ quá. Vị trí số 3. Ấn tượng đầu tiên của em về vợ em là lúc lên mạng vô tình thấy hình nó đẹp quá, cái nhắn tin thử coi có trả lời không. Sau đó thì qua nói chuyện một hai bữa thì cái hẹn gặp đi uống cà phê. Mà lúc gặp thì che từ đầu tới cuối không thấy mặt mày gì hết á, thấy mất ấn tượng rồi. Tới khi mà vô quán cà phê kéo ra thì thấy bị hết hồn đẹp. Có gì ra kéo khẩu trang với áo khoác rồi ra nhìn tướng tá mặt mày thì đẹp gái hiền dịu. Vậy sao hết hồn? Thì đẹp quá hết hồn. À, mùa xuân đến làm em hú hồn. Vị trí số 4. Ấn tượng đầu tiên lúc em gặp vợ em là nhìn cô ấy trắng, dễ thương, có nụ cười tươi, làm em hút hồn. Lúc đó thì em thích rồi. Rồi em lên kế hoạch là xin số điện thoại, nhắn tin, gọi điện, tán tỉnh rồi kia. Rồi sau đó mới gọi là thành công.
vị trí số 5. Thì ấn tượng của em về vợ em là lúc đầu thì nhìn rất là dễ thương, trắng, có mái tóc dài, rất là hiền. Nhưng mà không ngờ thì sau này về thì làm em dở mộng. Hồi xưa thì em như con ngai vàng ngơ ngác, sau này về thì em hành xác anh quá. Sau này em về em tàn sát đám rừng già. Ai mà giữ vậy ta trong ba cô dâu này ta? Đó là những ấn tượng ban đầu của các chàng rể gặp các cô dâu. Các cô dâu, mình nhớ nhất điều gì khi mà lần đầu tiên gặp gỡ và yêu nhau đấy? Hôm đó em bệnh, em không có đi làm được. Anh chạy qua, anh kêu em thay đồ, anh chở em đi khám bệnh. Rồi xong đó em biết là em bị thủy đậu. Thì em nói thôi anh đừng có qua nữa, bệnh thủy đậu á, anh chưa bệnh thì anh sẽ bị lây. Ai về tối anh lại, anh qua, anh mua đồ ăn, mua cháo, đồ vô cho em. Rồi em nói thôi anh đi về đi, anh không chịu. Anh nói không sao hết, anh khỏe lắm, không có bệnh gì hết á. Hỏi mà nếu giờ bệnh thì uống thuốc. Rồi sau đó là anh bị thủy đậu luôn. Kỷ niệm đáng nhớ quá nhờ. Vị trí B. Lúc đấy là gần chia tay rồi, là cái cô bạn trong phòng với em á, là sinh nhật của cô thì cô có mời em đi đi chơi cùng với đám bạn. Mà trong đám bạn ấy thì có một anh người yêu cũ mà anh nó thích em. Thì anh chồng của em mới không cho em đi. Thì em kêu ủa đi chung với đám bạn mà chứ đâu có đi đi riêng hai người đâu mà không cho ta đi, vô lý. Thì anh ấy mới mới giận, mới đạp đồ xong rồi mới đập điện thoại, mới kêu là nếu như mà không cho anh đi là chia tay đi. Em kêu ủa chia tay làm như tôi cần lắm. Em bảo đi thì đến tối anh ấy gọi điện nhắn tin cho em, nhắn hoài cái mà em không có trả lời á. Thế là đi tới nhà em xong rồi mua cho em một bịch đồ ăn mà em cũng không có bắt máy, em không biết. Nên sáng sau khi mà em dậy để đi thể dục á thì thấy anh đứng chờ trước cửa, thì em mới cảm động quá bởi vì thấy anh này có nhận lỗi chân tình, cái em mới bỏ qua cho anh đó. Rồi, cô dâu C. Chồng em á, là cũng em bị bệnh. Chồng em thì ở xa nên đi đến Hai Lá Sông rồi mua thuốc đến trước cửa để chờ em đi làm về đưa. Mà lúc đó em đi chơi với chị, thì đi về á, thấy chồng á là đứng ở trước cửa đợi rồi đưa thuốc cho em. Xong rồi đi về, em cảm thấy ảnh tốt vậy thì sau này đối xử với em cũng được, rồi cứ đi tới đi lui hoài vậy em chấp nhận. Nhờ cái mớ lá xong đó ha, không có mớ lá xong cũng chưa chắc cảm nhận sự chân thành đâu. Rồi sao giờ cưới xong rồi vẫn còn sự chân thành đó không cưng? Dạ còn, nhưng mà ít đi rồi. không có được như lúc trước nữa. Anh số 2 đó là những câu chuyện của các cô gái, các chàng trai. Mình nhớ nhất điều gì khi mình gặp bà xã của mình? Em nhớ nhất khi lần đầu tiên khi gặp bà xã là tại vì đúng cái gu mình quá trắng, thì đỡ tốn tiền mua kem tắm trắng anh. Gặp vợ trắng là khoái rồi. Em thích ngọt nữa, gặp vợ nói ngọt quá, mặt ngọt chết rồi. Sau này em mới biết em bị lừa á anh, bị dụ. Giống như mấy bạn trẻ bây giờ kêu thả thính rồi đó, em bị dính thính. Kỷ niệm ấn tượng nhất của em với vợ em là lúc mà em đi làm á, chứ em quên cái ngày sinh nhật của em. Tối bữa đó thì vợ em mới gọi em ra qua quán cà phê. Rồi sau đó thì em rất bất ngờ, bạn bè em, vợ em đã mời sẵn và có một cái bánh kem to và hoa chúc mừng sinh nhật em. Lúc đó làm em rất là cảm động. Các bạn suy nghĩ đi, xem mình có nghi ngờ cặp đôi nào không, mình có quyền đặt câu hỏi với họ để kết nối những thông tin lại. Cô dâu C, buổi sáng là ai đưa em đi làm? Em đi làm giờ nào? Dạ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thì đi về. Em đi làm với ai? Chồng đưa đi hay là đi một mình? Tự đi. Cô dâu A, sau khi mà cái ấn tượng đầu tiên của ông xã em mà giống như là trao cho em á, dạ, ví dụ nụ hôn này kia, em còn nhớ cái nụ hôn đó vào ngày nào không? Dạ không, ngày nào cũng hôn. Đã vậy? Ngày nào cũng đè ra hôn vậy hả? Sung sướng rồi, nhất gì nữa? Được rồi, em thích nhất hoa gì? Hoa lan, hoa hồng, hoa ly. Hoa mà đẹp là em thích à. Chồng em biết là em thích hoa không? Có thể biết cũng có thể không chị. Ủa kỳ vậy, chồng phải biết thương ấy chứ. Tại vì nhiều lúc ảnh lo kiếm tiền thì cái đó, chuyện đó thì tự em lo vậy thôi. Tại vì em cũng không thích lãng mạn lắm. Em thích thực tế hơn hả? Có lẽ vậy anh. Mà mang tiền về cho em làm thấy vui rồi. Dạ đúng rồi đó, hoa tiền em đó. Em thích gì là em mua đó, thấy không? Dạ không, thích gì thì em nói ảnh chở em đi. Cho hỏi B nè, cái khoảng thời gian mà quen nhau á, bạn trai của bạn á, có
có cặp kè với cô gái khác không? Dạ không anh ạ. Vậy là một lòng chung thủy luôn. Được cái thì anh rất là chung tình. Lúc đó là đang quen là tiền bạc là đi làm hay kiếm được á là mang về cho bạn hết luôn. Dạ, lúc mà đang quen thì thực ra cũng chưa kiếm được tiền cho nên là tiền đứa nào đứa xài. Vậy là tình yêu quá đẹp rồi, không có chắc chở luôn. Dạ, gia đình rồi. Cho phép luôn. Dạ đúng rồi. Ủng hộ luôn. Gia đình là ép cưới mới cưới anh ạ. Lúc đó là em còn đang còn đi học thì gia đình cứ kêu là thôi quen nhau rồi thì cưới đi, hai bên gia đình lo hết. Xong rồi mình là chỉ làm cô dâu với chú rể thôi. Cho anh hỏi nha. Dạ. Em thích trai đẹp không? Tất nhiên thích chứ anh. Trai đẹp mà em nghĩ mà em không thích thì em có vấn đề về giới tính. Trai đẹp mà không thích là có vấn đề về thẩm mỹ chứ không phải về giới tính. Nhưng mà đẹp nó vô chừng vô đối lắm. Có thể đẹp trong mắt họ nhưng không đẹp trong mắt mình thì sao? Đó giống như anh Quyền Linh mà người ta kêu đẹp đúng không? Không, anh Linh đẹp chứ. Anh đẹp mà. Trong mắt em anh Linh luôn luôn đẹp. Chồng em là đẹp hơn anh Linh rồi đó. Vậy hả? Tại vì chồng mình mà đúng không? Hạnh cũng vậy, trong mắt Hạnh Minh Khang luôn đẹp. Không phải là dễ thương mà. Thôi. Em đẹp không anh? Dễ thương mà. Mướn mỉm mà. Cái ghét lắm à. Theo Thúy Hạnh thì bây giờ chúng ta đang nghi ngờ cặp đôi nào? Hơi rõ ràng một chút đấy là 2 với cả C. 2 và C vẫn như dự đoán ban đầu. Tại sao? Đoán đại dự đoán. Ủa nhưng mà phải có lý do là thế nào chứ? Gương mặt phu thuê, thấy phu thuê rồi đó. Phu thuê hả? Phu thuê đó. Chỉ vậy thôi đó hả? Cũng có một vài lý do khác. Nhưng mà em nghĩ là họ có vẻ là một cặp vợ chồng. Còn cặp nào nữa? Một cặp nữa em cũng đang nghi ngờ thôi nhưng mà chưa dám chắc. Không, mình nói luôn đi, đâu có sao đâu, mình chưa có chốt mà. Bây giờ mình cứ nói thoải mái mà. Tại vì Khang và em lại đang khác nhau một chút. Thì khác nhau cứ nói, không sao cả. Thế mình nghĩ là một chú rể một với B. Một cô dâu B tại sao? Thấy cũng cùng miền Bắc. Sao Thứ Hạnh miền Bắc bằng Nam? Sao nhận định kỳ vậy? Sao vậy anh? Rồi, đợi nhà chúng ta nghi ngờ cặp đôi nào? Em thì em nghi cô dâu B với lại chú rể vị trí số 5. Lý do? Xem xét về cái khía cạnh mà nói chuyện á, nói về chồng mình này kia nọ thì anh kia có một cái vẻ cái mắt hơi mấp máy xíu mà một cái miệng hơi giống như là... Miệng giật hả? Kiểu cái gì cảm xúc là hơi tội tội xíu á. Tội tội? Biểu cảm cái mỏ sao mà tội tội? Cái mỏ giống như anh á, thường tội tội mỏ gì. Không biết coi diễn hay không. Em thì nghi ngờ cặp đôi là ba và A. Tại sao? Cảm giác cái gương mặt phu thê luôn. Dạ. Các bạn hay quá. Cái gì mà nói không được, các bạn nói cảm giác gương mặt phu thê. Không, thực ra là chương trình này chương trình gì gương mặt phu thê. Nó giống như gương mặt cho thuê á. Cho thuê lẫn nhau. Cho thuê khác, phu thê khác. Ủa không phải à. Cứ bệnh vào cái điều đó nói. Ta phải phân tích thế nào cho nó logic chút xíu chứ. Có ai có cược không? Nếu như các bạn cược đúng các bạn sẽ cộng được 2 điểm. Nhưng mà cược là cược một đội được đúng không? Đúng là cược một đội thôi. Bây giờ chưa rõ ràng thì chúng ta có thể vòng 2 đi. Vòng 2 cược, còn nếu chắc chắn cược luôn. Cược đi mai nhà mình ăn bầu ngư không, ăn cháo miệng liền, cháo liền. Ăn bầu ngư cho nó nhừ nhừ đúng không anh? Như vậy là 2 đội chơi chưa cược. Chúng ta sẽ nghỉ với lao vài phút, sau đó mình quay lại để tìm tiếp quý vị nha. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với gương mặt phu thê ở vòng 2. Ở vòng 2 tiếp tục những câu chuyện về hôn nhân. Và bây giờ họ bắt đầu chia sẻ. Tức là đây là cái vòng mà tranh thủ có thể được nói phép xấu. Nói xấu đúng chồng rồi. Là xấu vợ mà giận mặt. Để coi nói xấu người khác phản ứng thế nào. Nhưng mà vấn đề là các bạn có dám nói xấu thật hay không? Tất cả câu chuyện ở đây đều là thật hết. Kể chuyện xấu chồng cũng thật, kể chuyện xấu vợ cũng thật. Bởi vì có đôi khi vợ chồng giống như Minh Khang, Thúy Hạnh vậy. Chúng ta có những cái điều mà chúng ta khó có nói trước mặt nhau rồi cái mình mấy khi đâu... mà nói thẳng ra xấu chứ nói xấu được đúng không anh? Rồi có cơ hội nói xấu đại đi ha. Nào, vị trí A. Sau khi cưới về á thì em thấy ghét nhất cái tính chồng em á là mê nhậu và nhiều chuyện. Đỉnh điểm có một lần á là gọi điện em nói làm chuẩn bị cơm đi, 15 phút nữa anh về anh ăn. Nửa tiếng sau em gọi điện lại em hỏi anh đi tới đâu rồi, anh đang về. Xong em hỏi ủa kẹt xe hả, nói thì em mới đợi xíu nữa em gọi lại thì nói anh qua ông bạn có xíu chuyện rồi anh về liền. Em đợi xíu nha. Thấy cũng lâu em gọi điện, em cũng gọi hoài hỏi sao, cái gọi cũng chắc mấy lần sau đó mà mới nói là thôi em ăn trước đi, xíu anh về liền. Khoảng nhiều lần như vậy đó mà. Thực ra đâu phải là nhiều chuyện đâu anh Quyền Linh. Mình là có công có việc, nhiều khi việc mình phải nói nhiều thôi, có cái việc nói hoài nó không hết chứ không phải mình. Nhưng mà hẹn ăn chuyện. Cơm là phải về đúng hẹn chứ đâu có vụ mà ăn cơm mà không chịu về. Thà nói là nhắn tin à em ăn trước đi,
Em làm chồng vậy là sai nha. Sao em không sấn ra cái chỗ nhậu, hỏi nhậu đâu, không sấn ra đó. Em sấn chứ, em nói anh nhậu ở đâu. Anh cho ngon cho địa chỉ đi, 15 phút sau em đến liền. Đâu dám đâu chị. Nhậu là văn hóa giao tiếp của người Việt Nam rồi. Lùa vào rồi ra bạn bè tâm sự thì lâu lâu một tí rồi anh về. Nhậu em anh phải biết nói trước chứ. Trời em cách là phải, đã có nhậu rồi phải nói phải không em? Phải nói trước, phải xin phải phép trước. Là vợ cho đi nhậu thì đi nhậu, còn là vợ chưa cho mà. Thì bây giờ anh là chồng của em, anh đi nhậu thì lát nữa anh về anh cũng là chồng của em. Anh đi nhậu được nhưng mà anh đừng bắt vợ anh chờ. Anh có thể đi nhậu nhưng anh nói là đừng chờ anh. Ủa đâu kêu vợ chờ đâu? Giờ mệt giờ ngủ đi cơ. Kêu chờ mà. Kêu chờ làm gì đúng không? Quả là cháu chờ đó. Quả là cháu chờ đó. Anh đi nhậu anh có kêu em chờ anh đâu? Thì em cứ ở nhà thôi. Phải là trình thưa đàng hoàng. Đúng không? Đúng rồi. Phải nhắn tin là hôm nay anh bận, anh đi nhậu 9 giờ hoặc 10 giờ anh về thì thôi. Ok, không sao hết. Còn này anh nói là anh sẽ về ăn cơm với em. Mà đi ngang đường cái bạn kêu là anh vô anh nhậu. Định là chỉ uống 1-2 lon thôi. Cho nên là bắt đầu vui mới quá. Là mới gọi cho em anh sắp về. Nhưng mà ai ngờ cuộc vui quá rồi lậm vô luôn. Lúc đó em nói em về sớm. Về sớm được chừng nào? 1-2 giờ sáng là sớm rồi anh. Đúng rồi, anh nói đúng. Sáng sớm chứ tối mình về nguy hiểm. Em nói về sớm thôi, không có lấy cái thời gian. Cái vợ đó tại vợ chờ thôi, em nói thôi giờ ngủ trước đi. Mà cứ chờ. Có hai vợ chồng mà anh kêu người ngủ trước. Làm sao mà ngủ được? Vợ chồng quen hơi sao mà ngủ trước được? Ông này chắc không có đi nhậu làm cãi dữ lắm luôn nè. Lo em nhiều khi say xỉn đi đường về nguy hiểm. Cái này là không phải vợ chồng rồi. Chị mình vợ mà cỡ nhà mà cãi đất vậy là quánh chạy bứt dép. Không phải vợ chồng chắc luôn. Loại cặp này ra. Cũng có thể đúng. Loại. Rồi vị trí số 2. Chồng em mà kể ra là phải một sớm. Cơ hội đó em nói xấu chồng mình. Về là cấm có nói gì tôi nha. Đó, bắt ký vô biên bản đàng hoàng nha. Có sống tay phải hình. Là đâu khu này nè. Phải tay trái nha, tay trái lại bao này nè. Chồng em thứ nhất là ham nhậu. Chồng em đẹp trai không? Trong mắt em thì đẹp. Trắng trẻo không? Nhìn có vẻ hào hoa không? Cao ráo không? Cũng được. Ngang ngửa anh Minh Khang không? Anh Minh Khang thì chắc là... Thua xa hả? Ok. Chiều cao của chồng em có cao hơn anh Khang không? Chắc là cao hơn ạ. Độ cân nặng chắc là nhỏ hơn đúng không? Đúng rồi, cân nặng hơn thì rồi. Ít hơn thôi. Chồng em thứ nhất là ham nhậu. Cái bữa đó là kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Nhắn cho em là tối nay vợ thích đi đâu làm gì thì anh chiều hết. Anh sẽ dẫn đi. Mà đến chiều không biết cái bạn nhậu của anh ấy rủ cái là anh ấy quên em luôn. 7 giờ em gọi em make up lên đồ hết rồi em gọi kêu anh đang về. Xong một chút nữa em gọi lại kêu anh đang về, 15 phút nữa anh về. Xong rồi chút nữa em gọi kêu anh đang về, khổ quá anh đang về, điện thoại anh hết pin rồi. Em chờ tới 11 giờ thì xỉn rồi. Em mới coi điện thoại thì không phải là điện thoi hết pin mà chuyển sang chế độ máy bay. Cái em mới lôi ra em đạp xuống giường, đạp ra khỏi giường luôn rồi. Em mới đi ra ngoài em ở và giận tới 20 ngày mới về. Chồng em một tuần nhậu mấy buổi? Chắc một tuần thì nhậu hết 7 buổi rồi. Quá dữ, thiệt luôn hả? Dạ. Mà chờ chồng em thích uống bia hay là uống rượu? Uống bia ạ. Nhậu sau giờ làm việc hả? Phải không? Hay là nhậu cả trong giờ làm việc luôn? Không, nhậu sau giờ làm việc ạ. Có nghĩa là đi làm xong rồi về là nhậu đi. Đúng rồi, đi làm xong về là đi nhậu. Tức là buổi tối là đi. Sao chú hai? Anh ngồi anh cười hoài vậy? Anh có nhậu không? Em thì hầu như ngày nào cũng nhậu. Tại vì công việc của em là tiếp khách mà. Anh em làm chung với nhau, nhậu với nhau. Chứ cũng không phải là mê mà thực là ham vui thôi. Nhưng mà nhiều khi cũng chẳng phải là khách hàng nữa anh ơi. Chẳng là phải là khách hàng nhưng mà vẫn đi nhậu. Bạn bè thôi. Thôi vì Minh Khang tôi không có nhậu. Tôi ở nhà với vợ không à. Trời với vợ phải con vợ không vợ có nhậu đâu. Ta nói là ham vô tủ như Kỳ vô phong. Cái này phải xem xét anh Minh Khang lại nha. Sau đó chồng em vẫn tiếp tục đi nhậu không hay là bỏ? Bỏ giờ hết. Cũng có nhưng mà giờ thì cũng bớt hơn chút thôi nhưng mà nói chung là còn cứng đầu lắm. Sao vậy anh số 3? Thanh đi nhậu với anh? Nhiều khi giao lưu với bạn bè thì mình cần phải nhậu. Đúng nhậu tuần mấy buổi? Nhậu với bạn bè lâu ngày bạn bè gặp nhau phải nhậu với anh. Nhậu một tuần nhậu 7 ngày. Bạn bè gặp nhau uống cà phê. Em thấy người cứng đầu nhất á là anh số 4 á, nãy giờ vậy nè. Ủa anh có nhậu luôn không? Dạ đúng có. Ý à. Bây giờ mà hẹn hò với bạn mà bạn bè nhậu không lẽ mình ngồi mình ăn thì cũng hơi kỳ. Bạn lập gia đình được bao nhiêu năm rồi? Dạ em cưới được 3 năm rồi ạ. Năm thứ 2, năm thứ 3 cái ngày kỷ niệm đó anh ấy còn quê còn về trễ như vậy nữa không? Sau cái vụ mà em đi ra nhà nghỉ em ở đó thì anh ấy nhậu bớt lại. Nhưng mà bây giờ thì cũng vẫn đang còn nhậu. Vẫn còn đang còn nhậu. Hàng nhìn thấy mặt đỏ quá trời. Cũng phải đi. Nhưng mà biết sao không? Nhiều khi anh ấy làm việc mà sếp yêu cầu đi nhậu cùng hay này kia đi phục vụ sếp nhiều khi cũng phải nhậu anh nhỉ? Đúng rồi, em đồng ý với chị Thúy Hạnh á. Ông đó mà có ba cô này vợ ông luôn à. Chỗ nào không có ông á. Vị trí C.
Tật xấu của chồng mình là gì? Dạ, tật xấu của chồng em thì cũng là mê nhậu, nóng tính nữa. Mà đại khái là em cũng ức quá đúng không? Dạ. Nhưng mà cái này em hiểu nè, cái cảm giác này là em mua bia về nhà anh ngồi uống chọc em, chọc tức em. Thưa kỳ em thứ hai. Không, đấy là em thương vợ chứ. Rồi, anh mua về nhà mà em có nhau nhậu ngoài đâu. Nhà anh đâu đi đâu, là ở nhà nhậu là an toàn nhất rồi. Mua về nhà nhậu thì tốt, không có đi đâu hết, xỉn ngủ ở nhà luôn, khỏi đi đâu hết. Nhưng đâu có vui, đi nhậu một mình làm sao vui bằng có bạn có bè. Mua tốn tiền anh, nhậu đỡ tốn tiền. Nhậu có ông có tôi ngồi nói xấu bà này bà kia rồi nói chuyện trên trời dưới đất sướng hơn chứ vừa ngồi nhậu với vợ chi. Ủa anh Minh Khang có đi nhậu không mà chị Thúy Hạnh biết giỏi với người ta. Thế thì riêng em lại rất là dễ. Chồng em đi nhậu mấy giờ về giờ chưa bao giờ nhắn tin hỏi chồng là bao giờ về. Đó bây giờ các em là xem chưa lại đi nhé. Chưa từng bao giờ nhắn tin hỏi chồng là đi nhậu đấy. Bao giờ thế mới về. Nói chung á là đàn ông mà nhậu nhiều mà bỏ bê vợ ở nhà cũng hơi xấu đó các anh. Thật ra đâu ai muốn đâu anh. Đừng có đổ thừa công việc. Bây giờ mình hẹn vợ thì phải hẹn lúc giờ nào chứ không phải đi tới sáng sáng sớm sớm anh về. Cái lúc nhậu vào là khó đó, khó hẹn trước rồi đó anh ơi. Thôi vậy không, đừng lấy vợ đâu. Bây giờ ba chị này là cũng tập uống luôn đi. Chồng nhậu đâu đi theo nhậu cùng. Nhậu uống cùng chồng không luôn. Không cho đâu chị. Phải cho là chắc cũng em cũng đi thiệt rồi chị. Uống luôn. Bây giờ đó, các cô dâu đã nói xấu về chồng. Bây giờ các ông chồng nói thử xấu về vợ mình coi được không. Mời vị trí số 1. Hôm nay là cái đại hội chặt mặt này. Em có cơ hội em kể xấu vợ em. Ở đây không có ai vợ không đó. Em yên tâm đi. Kể thoải mái người nhà ngồi nghe. Vợ em á cái càm ràm. Nói thiệt đi nhậu về mình đã mệt rồi, có cồn trong người rồi mà vợ cứ càm ràm bảo về sớm không về sớm. Hai vợ em ghen cực kỳ. Ôi, em ra hỏi, đường người ta thấy hỏi, gái đẹp thì em ra hỏi phải chị thôi. Chứ mà vợ cứ bảo tại sao nhìn gái đẹp, nhìn vợ không nhìn. Mê gái cái mức độ mà không biết vợ đâu nữa thì sao mà chịu được. Người ta chỉ nhìn thôi, ta đâu có làm cái gì đâu anh. Nhưng mà không được. Khi nhìn gái đẹp thì còn được chứ mà nhìn trai đẹp là hơi bị mệt á. Chị nhìn thấy trai đẹp mắt chị cũng sáng ngời. Mà ông này nhìn thấy gái đẹp mắt ông cũng sáng ngời. Vấn đề giữa cái nhìn và cái làm nó khác nhau. Chứ tôi nhìn thấy trai đẹp tôi sáng ngời rồi tôi mệt rồi. Em nhìn thấy gái có dám làm gì không? Hay là chỉ nhìn thôi? Không nhìn rồi tán tỉnh nữa chị ơi. Không, đây đây. Tán tỉnh luôn hả? Tán tỉnh luôn. Em không tán thì tỉnh luôn. Thì em cũng có tán mà anh. Vậy có tán hả? Cũng tỉnh ra mấy lần rồi mà không biết giờ còn không. Rồi vị trí số 2. Vợ em thì tính thì hiền nhưng mà rất là ghen. Ghen kinh khủng luôn. Em thì công việc là tiếp xúc với rất là nhiều các bạn nữ. Cũng hay về khuya. Cứ mỗi lần mà nhân viên của em xin nghỉ mà cứ nhắn vào giờ khuya á là trời ơi vợ em ghen lông ghen lộn lên. Gọi dậy là hỏi sao xin nghỉ mà giờ này lại xin nghỉ. Chắc là có tình tứ gì. Có nhiều hôm 2 giờ sáng em đang ngủ mà còn túm tóc em dậy hỏi xem cái vụ là nhân viên nào nhắn tin xin nghỉ. Nói chung là ngoài cái việc ghen ra thì cũng càm ràm một xíu. Cứ tối ngày nói là em ham ăn ham nhậu. Nhưng mà thực ra đâu phải em ham ăn nhậu đâu. Đấy là công việc mà. Mười ông hết mười ông đổ tại công việc không à? Trước đến giờ anh có làm gì để vợ anh mất niềm tin không? Tại vì người ta khen chỉ khi anh đã từng làm cái gì đấy để người ta mất niềm tin người ta mới ghen. Đúng chứ rồi. Còn từ trước đến giờ mà anh đàng hoàng tử tế thì không bao giờ vợ anh phải mất niềm không, tin với anh cả. Cũng có một kiểu phụ nữ á là ghen rất là ghen vô tội vạ. Gặp là ghen, thấy là ghen. Người ta yêu người ta mới ghen. Nhưng mà ghen, ghen hoài, mệt mỏi, đúng không? Đúng rồi anh, ghen vô thái thôi. Ta biết người ta có tính đấy rồi, giờ có chấp nhận không? Chấp nhận mới cưới, không chấp nhận thì thôi. Nhưng mà nhắn tin nói chuyện với gái đâu phải nói chuyện bình thường đâu chị. Nói là em yêu đang làm gì đó này kia người ta mới ghen chứ. Đó là phải ghen thôi. Trời ơi em nhắn vậy đó hả gì đó. Nghĩ sao mà nhắn vậy. Trời ơi lúc đó chắc anh nổi máu sản hậu luôn á. Vậy không được rồi. Sao vậy anh số 3, số 4. Số 4 sao anh im lặng từ đầu tới giờ nghe. Chỉ nghe rồi mắt chớp chớp hoặc... Không em số 4 gồng cái coi. Sao anh? Nhiều khi quan tâm hỏi thăm á anh. Mình quan tâm với người khác thì cũng chút xíu thôi. Hơi lố một cái ghen rồi. Không tội nghiệp vợ mình hả? Tội hết luôn anh. Trời ơi. Hơi tham lam quá à. Thương người quá. Anh số 3 làm sao anh? Dạ tật xấu của vợ em là nóng tính, hay càm ràm, rồi hung dữ. Lúc anh yêu anh có biết cái tính hung dữ đây chưa? Yêu á thì thấy dịu dàng, đẹp đẽ. Nói chung cách ứng xử thì rất ok. Nhưng mà khi cưới về rồi thì mất hình tượng. Ví dụ giống em là không nhưng mà phải làm sao người ta mới hung dữ chứ đâu có tự động đâu. Chị nghĩ tự động mình hung dữ đâu được đâu chị. Mà phụ nữ mà chuyên gia giận hờn vô cớ vậy ta. Đâu có cái gì mà tự nhiên, không có tự nhiên cái được. Phải có chuyện mới được rồi. Trong gia đình ai nhịn ai, chồng nhịn hay vợ nhịn. Chắc cũng căng thẳng lắm mà không ai nhịn ai hết trơn á. Rồi số 4. Tật xấu giờ em là nóng tính và dữ lắm anh. Võ công cao.
Mỗi lần mà 7 giờ bắt đầu gọi điện với anh ở đâu, nói là anh đang gặp bạn, bạn nào, chỗ nào, tôi qua. Nói trời giờ anh ở trong quán mà sao mà qua được. Cái gọi hoài dí hoài luôn anh, cứ hả gọi liên tục, dí liên tục, cái gọi không bắt máy, nhắn tin đồ này kia nữa, la ó sổi. Rồi cái đầu em tắt máy luôn, về xong đóng cửa nhốt em cho em vô luôn. Nó đáng đó, em năn nỉ, vô thì hả giờ la rồi hét mắng rồi ngắt nhéo người bầm tím luôn anh. Rồi hả đụng đụng dẹo cái hả lấy đồ đập luôn. Trời ơi, trời ơi, đập luôn. Bà nào cho ba bà này mà giữ vậy? Hạnh đó anh, bảo hành gia đình vậy đó hả? Cái đó mày báo hội phụ nữ chứ. Người ta không có tin anh ơi. Báo liền, gọi điện thoại báo liền. Mấy cái chị ơi, em đang bị hành hung. Nhưng mà cái tội đó đáng anh ơi. Cái tội đó đi nhậu nè, gọi điện thì cúp máy nè. Thôi bây giờ chị nói bí quyết là chồng các em cứ đi nhậu kệ đi. Vì ông nhậu không, tôi cũng mua một thùng mà tôi nhậu. Mở cửa ra thấy tụi ói đầy. Ngược lại ông lo cho tụi em là coi như là ông không dám đi nhậu nữa. Vấn đề là như này, ông có niềm vui của các ông ấy thì mình cũng kiếm niềm vui của mình. Mình không có lý do gì mà mình cứ phải đùng đùng mình đi theo các ông để mình theo dõi. Mình cũng phải lập hội bạn của mình, mình cũng có những người bạn của mình. Nếu mà mình chưa có con, có con cũng được hạnh, ôm con đi luôn. Hên xui nha. Bạn nữ, hội bạn nữ nhậu chung đó kiểu. Nhiều lúc mà ổng mà ổng thấy ồ, yên tâm bây giờ mình có niềm vui rồi, đi còn dữ dội hơn nữa. Thôi thôi mình bàn chuyện khác đi. Là chương trình rồi vô chương trình. Đi xa đi. Mình nghe chú rể số 5 chia sẻ tật xấu của vợ mình. Vợ em thì được cái là hung dữ. Mà hung dữ là không phải mình em sợ, mà chắc cả xóm sợ. Thôi rồi, vợ gì dữ dữ vậy. Cũng không thích là chồng uống rượu bia. Có hôm là em đi nhậu về, em tưởng là vợ em ngủ rồi. Xong rồi em lên giường em định ôm vợ em. Vừa say ngang định ôm cái là vợ đạp cái lăn rất dữ. Ngày nào đi nhậu đâu biết đâu, bữa nào tỉnh mưa, bữa nào say đâu. Người ta vẫn còn biết ôm vợ chứ đâu có không bỏ vợ gì đâu mà đạp ra cái rớt giường luôn. Đúng rồi, người ta vẫn ôm mà sao đạp rớt giường. Bạo hành nữa đó anh. Bây giờ chúng ta đã hết thời gian kể những câu chuyện của vợ của chồng. Chúng ta hãy hỏi xem cái sự liên quan giữa cặp đôi thật như thế nào nha. Mời đội chủ nhà. Mời cô dâu xe. Khi mà hai vợ chồng cãi lộn á, thì ai là người đầu hàng trước? Em. Em hả? Dạ. Wow. Hồi nãy anh có nghe em chia sẻ là lúc làm quen với em á, thì có lúc mà ảnh mua thuốc cho em á, là em thấy là người này rất là quan tâm em và có thể tin tưởng để mình đi cùng với người này suốt cuộc đời. Thì đến tận bây giờ á, ảnh có ngừng quan tâm em không? Anh có bớt không? Dạ có quan tâm nhưng mà chửi. Quan tâm theo kiểu chửi. Vậy là gia trưởng lắm á. Dạ. Vậy sao sống khổ vậy? Chồng em miền nào? Dạ miền Nam. Miền Nam hả? Miền Nam hả? Miền Nam hiền lắm á, miền Nam không có chửi đâu. Thôi lại thôi, nó chửi, miền Nam không có chửi. Cho hỏi anh số 4. Thường thì hay cằn nhằn vợ không? Vợ ít lắm anh. Mình nhậu xỉn rồi về đâu có dám cằn nhằn đâu anh. Bình thường á chứ không phải nhậu xỉn. Bình thường thì cũng ít, em cũng ít lớn tiếng lắm. À, vợ thì hay la mình hả? Dạ đúng rồi. Khi em đi nhậu về thì em có chuộc lỗi bằng cách là em giúp vợ em là lau nhà, chùi nhà hay là lo cho con không? Nhiều khi rửa chén thôi chị, chứ về mệt rồi, về tối rồi, hết sức rồi, đâu có làm nổi nữa đâu. Những lúc em không có đi nhậu á. Dạ. Ừ, về có phụ vợ lo cho con không? Dạ cũng có, nhiều khi cũng lau nhà, rửa chén. Và ấm con không? Có mà ít. Cho con bú không? Dạ, dạ. Em số 3. Dạ. Cơm nước ở nhà là thường là ai lo, em lo hay vợ lo? Vợ em làm đồ ăn thì hơi dở, làm xong cái ăn không được cái bỏ. Bắt buộc em phải làm. Thiệt hả? Dạ. Lý do tại sao ăn dở? Tại vợ em thì hơi tiểu thư một tí. Hồi đó giờ không có động tay động chân. Nhưng mà có bao giờ chê vợ trước mặt vợ không? Hay góp ý trước mặt vợ không? Em thì lúc nào cũng thẳng thắn hết á. Có góp nhiều ý khi em nấu ăn cũng ngon á. Góp ý với nằm với vợ. Giống như cái này em không biết làm thì lại nhìn anh làm nè. Nó có lợi nhìn làm không? Có, mà có khi nhiều khi làm biến ôm điện thoại bấm hoài. Trời ơi. Vậy là không làm việc nhà luôn? Cũng làm mà ít lắm. Mà làm không cái gì ra cái gì hết. Cô dâu B, cơm nước ở nhà ai nấu? Em nấu. Việc nhà ai lo? Hầu như cũng là em không à. Món ăn em nấu ngon nhất là món gì? Món luộc. Các món luộc à? Rau luộc này, trứng luộc này, thịt luộc nè. Cái món đó là ai cũng nấu ngon hết em nha.
tốt cái sức khỏe, anh không có dầu mỡ gì hết mà mình ăn được tốt sức khỏe. Em sợ là chồng ăn nhiều á, rồi nhậu nhiều nữa, rồi tăng các loại men, nên là thôi mình cứ cho luộc cái cho nó tốt cho sức khỏe. Cô dâu à, em nấu ngon nhất là món gì? Cũng nhiều món lắm anh, nhưng mà em cũng không có rảnh nấu. Khi nào chủ nhật, thứ bảy chủ nhật em mới nấu, như bún măng hay là cà ri. Wow, cô dâu xê. Em cũng giống chị bên đây, nấu món luộc là ngon. Yeah. Được, món luộc là ngon. Theo em là luộc rau quan trọng nhất là điều gì? Nước sôi chị. Làm thế nào để cho rau nó xanh? Nặng chanh vô, bỏ muối vô. Sai, bỏ bột ngọt vô. Được, sao ngon được. Đây là trưởng ban hội phụ nữ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra một cặp đôi chính xác nhất để tôi đặt cược. Bởi đây là vòng bắt buộc phải đặt, bắt buộc phải đặt cược. Ờ. Còn không đặt thì thôi, vòng 3 không có đặt cược nữa. Ờ. Thứ Hạnh và Minh Khang. Bạn chọn cặp đôi nào? Cặp của Hạnh, cặp thứ 3 thôi. Tụi em vẫn cảm nhận thấy là chồng số 2 và vợ là C. Chồng số 2 và vợ C. Bạn có dám đặt cược cặp đôi này không? Thì nói luôn cặp kia. Cứ cặp đặt cược cái này. Cặp thứ 2 là gì? Em đoán chồng số 3 và vợ là B. Tại sao? Em để ý một chút khi các bạn đi nói chuyện, người vợ nói chuyện, thì em để ý cả ánh mắt, cả cử chỉ của người chồng với người vợ. Còn bạn phát hiện điều gì ở cặp số 2 và bạn cô dâu C? Không biết là chương trình có cố ý không, nhưng mà rõ ràng là khi bạn này bạn đi nói là trông anh ấy cũng cao to rồi đeo kính như xã hội đen, thì chương trình cố tình để một cái hình cũng có hình ảnh có đeo kính xã hội đen ở đấy. Nó nhìn cũng có vẻ hợp lý. Vậy là cũng hên xui chứ cũng chưa chắc. Rồi, bạn có cược không? Cược cặp số 2 và C. 2C, mời bạn đặt ngôi sao vào giữa. 2C. Vị trí số 2 và cô dâu C. Mời đội chủ nhà. Em thì em có cái sự nghi ngờ của số 3 và B. Tại sao? Anh vị trí số 3 nói là vợ tôi nấu ăn rất là dở. Dạ ai này kia nói. B thì nói là em nấu ăn rất giỏi. Nhưng mà hỏi hồi rồi ra em nấu món gì nhất em chỉ tất cả các món luộc thôi, có nghĩa là không biết nấu ăn. Là chị nghĩ vậy thôi. Ủa chị luộc cũng được mà chị. Luộc nó khác, cách nấu ăn nó khác em. Kiều Minh Tuấn. Em thì chọn là C và bộ số 4. Thì từ nãy giờ là anh số 4 á, anh dẫn dưng hết tất cả. C nói chuyện á, thì là anh số 4 có phản ứng. Thì em bắt gặp được những cái ánh mắt, rồi những cái phản ứng của anh ta. Nó khớp với lại những câu chuyện của bạn C. Đó chỉ là phỏng đoán thôi. Chị riêng Minh Khang và Thúy Hạnh đã cược cặp đôi số 2 và cô dâu C. Không biết rằng đội khách cược như vậy có đúng hay không? Không biết những dự đoán của hai đội chơi có đúng như vậy không? Chúng ta tạm thời nghỉ giây lao một vài phút. Chào đón quý vị quay trở lại với vòng 3 của Gương Mặt Phu Thê. Ở vòng 3 thì hai đội chơi sẽ chọn bất kỳ một chú rể của một cặp đôi nào mà mình nghi ngờ, ngoài trừ cặp đôi mình đã cược, thể hiện một hành động, một tình cảm, một lời xin lỗi nào đó mà bạn chỉ định bất kỳ cô dâu nào, để lúc đó xem họ có biểu lộ những cái thật của họ hay không, và xem đối phương ngồi bên kia có phản ứng gì không. Chị mời bạn số 4 đi. Em có thể lấy một món quà mà em cho là vợ em thích nhất, con cá sấu chẳng hạn. Đối với các ông chồng vợ mình là con cá sấu không à. Rồi, mời em đến cô dâu B và nói hết những cái tâm tư và những cái lỗi lầm của em mà em chưa được một lần để em nói hôm nay trên cái sóng truyền hình, em sẽ nói. Trong thời gian qua, anh có những lỗi lầm và những cái điều mà hơi quá với em. Nhân dịp này thì anh muốn tặng em bó hoa, mong em là bỏ qua hết tất cả lỗi lầm và những cái hành động của anh. Thì anh hứa sẽ từ đây tới sau, anh sẽ đối xử với em thật là tốt và sẽ yêu thương em. Rồi, mời bạn về vị trí. Cảm ơn bạn. Ta có phát hiện ra điều gì không? Em thấy chứ anh. Với cái cảm xúc là em nói không, đây là không phải là vợ của em. Nhưng những lời em nói, em thấy được một điều là cô dâu vị trí C mắt ương ướt và lén nhìn anh số 4 giống như là muốn khóc á. À, chị nghĩ vậy. Lúc mà anh số 4 xuống cầu thang và quyết định chọn những món quà đó, thì hai cô dâu này rất là bình thường, nhìn thẳng.
còn cô dâu xe thì liếc coi coi lấy gì có vừa ý mình không, coi coi là có đúng có sở thích mình không đó. Đó về có gì chặt lại sao á. Thí Hạnh với lại Minh Khang có thấy điều gì không? Không không. Có gì điều gì khác không? Không, là rõ ràng là anh số 4 với cả cô dâu B thì chắc chắn không là một cặp rồi. Cái cách anh ấy thể hiện với cả cả cô dâu cũng như là cái cách cô dâu đón nhận lại nên như mà bác gọi là như nhạt như ống sứ đậu. Rồi bây giờ đội khách, bạn có yêu cầu chàng rể nào không? Số 3 đi. Ừ. Số 3 đi. Số 3 mua tùy ba. Mời cô chú rể số 3 uống xuống đây nha. Ra đây có gió hoa kia nha. Mời em lấy cái giỏ hoa. À không, em đặt xuống. Em lấy nhờ. Con gấu bông. Rồi, bây giờ cô dâu là rất là giận em. Em ơi, cô dâu nào? Về về hả? Cô vẫn tới cô đó luôn, cô mà vợ của anh số 4 á. Bắt đầu. Sau bao tháng sống cùng nhau thì anh xin lỗi hay bỏ bê vợ những năm vừa qua, mong em hãy tha lỗi cho anh. Anh sẽ cố gắng sửa sai. Nhưng mà nhớ là không được như vậy nữa đâu nghe chưa. Con là tôi giận đó. Không quen đúng không? Cảm ơn anh. Nhìn thấy không quen đúng không? Mời anh về vị trí. Sao các bạn? Khi mà anh ấy cầm tay của cô ấy thì thấy rõ là có run, có xúc động. Em thì em vẫn nghĩ họ là một cặp. Đúng là người thương của anh ấy thì anh mới ngại ngùng, anh không biết nào nói như thế nào để cho cô thông cảm. Kiều Minh Tuấn có thấy vậy không? Em cảm giác là vậy. Em thấy rất là cưng. Và ánh mắt của cô ấy phía này. Rất là dễ thương. Tôi đồng cảm với Thúy Hạnh đấy. Dạ. Bởi vì có một chút gì đó nó chân thật. Dạ đúng. Bởi vì phải là lời nó thật nó mới khó nói anh. Lời nó thật tức là khó nói ra. Trong cái bàn tay, nắm cái bàn tay ấy có một cái sự run rẩy không hề nhẹ. Dạ. Mong em hãy tha lỗi cho anh. Anh sẽ cố gắng sửa sai. Hy vọng là như vậy. Nào, bây giờ cô dâu mặt đỏ rồi, cô dâu mặt đỏ rồi kìa. Cô dâu mặt đỏ. Có thể là thật, cũng có thể là chưa thật. Chúng ta hãy bảo vệ quan điểm của mình bằng cách ghi vào trong tờ giấy hai đội. Xin mời đội khách rất là mau lẹ. Đội chủ nhà vẫn còn. Ban giám hiệu tới rồi kìa. Dạ, ban giám hiệu. Chắc chắn quý vị ở nhà theo dõi gương mặt cụ thể, quý vị đang chọn cho mình hai cặp đôi đúng không ạ? Họ là ai? Có phải như vậy không? Những hành động, những phản ứng và những ánh mắt ấy có thật là vợ chồng hay không? Để xem nhé. Đầu tiên sẽ là đội chủ nhà. Vị trí số 3 và B, mời hai bạn đứng lên. Tôi cũng cảm nhận cặp này đúng đó nè. Và anh ấy hối hận ăn năn sau khi mình uống bia rượu quá nhiều và bỏ vợ, hẹn vợ không đúng giờ, để vợ luộc rau, luộc tất cả các loại rau ăn hoài. Cặp đôi thứ hai, vị trí số 5 và cô dâu A. Cái cặp đôi này tôi cũng thấy hơi kỳ lạ. Nãy giờ tôi chưa nghe các bạn nói về vấn đề này. Tại em thích như vậy. Thích thì cũng phải cho người ta biết tại sao mình thích. Nói chung là theo cái cảm nhận của tụi em. Trực quan. Cái gì cái mà bạn khó quá, bạn nói gì trực quan. Cái này chơi theo kiểu hên xui, không có thuyết phục. Không, chúng ta phải lần mò từ lý thuyết cho tới thực hành. Thì tại vì bây giờ mấy cái cặp kia em thấy không có hợp, thì hai người này thì em thấy hợp nhất thôi. Lọc bỏ từ từ. Số 2 với cô dâu C quá hợp, sao không chọn? Em là không thích hợp quá. Hàng kia nó thua hoài là vậy. Đội khách, cặp đôi đã cược. Chú rể số 2 và cô dâu C, mời chị đứng dậy. Cặp 2, vị trí 3 và B, mời chị đứng dậy. Giống như đội A. Nếu như
đội khách đặt cược đúng và thắng luôn đội nhà, chúng ta có giá trị giải thưởng 15 triệu đồng. Là đến lúc chúng ta thấy được hai cặp vợ chồng không? Đội khách có tự tin về điều đó không? Tự tin chứ, thường mới quản lý hay cưa cẩm với lễ tân nhà hàng. Thúy Hạnh có muốn có sự thay đổi nào không? Dạ không. Làm nhà hàng biết mà, phải quản lý. Cưa cẩm, cặp để họ hợp nhau. Hình như Minh Khang cũng có nhiều bức xúc không, bây giờ. Không, mình nhặt khai khỉ, không làm quản lý. Bây giờ chúng ta sẽ công bố năm chú rể, đứng lên. Ai cũng có vợ mà. Ai cũng có vợ hết hả? Chú rể số 1, có bà xã mình ngồi đây không? Bà xã em có trong trường quay. Bà không có ngồi đây đúng không? Ngồi trong trường quay thôi anh ơi. Biết rồi, ổng nhoi nhoi từ nãy giờ, ổng nhoi nhoi từ nãy giờ. Ngồi trong trường quay, vậy thì bạn ngồi xuống. Chú rể số 2, trong ba bà xã này có vợ của bạn không? Không có bà xã nào là vợ của em hết. Vậy thì bạn ngồi xuống. À, xong rồi. Rồi. Chú rể số 3, trong ba bà xã đây có vợ của anh không? Dạ có. Đứng y nguyên. Chú rể số 5, em không phải là chồng của ba cô dâu ở đây. Vậy thì ngồi xuống. Một tràng pháo tay cho hai chú rể. Đấy, hai chú rể thật đấy. Bây giờ thì mời hai anh bước xuống. Đây, chính xác. Chúng ta sẽ tìm cô dâu thật của hai chú rể. Mời mỗi chú rể thật chúng ta đến nắm tay bà xã thật của mình. Bắt đầu. Thấy chưa? Đứng lên các bạn. Anh thấy cái gì thấy sợ luôn. Trời ơi mày, Trời ơi mày. Đấy. Sao? Lặn hết là anh hiểu rồi. Cái này nó ngoạn mục nhất từ đầu tới giờ thì lặn hết thôi. Không liên quan. Gọi là nãy giờ các bạn liên tưởng nó không liên quan với nhau đúng không? Bạn hay nói gì với bà xã của mình nãy giờ? Bạn ấy nói xấu bạn nhiều quá. Thôi mình xin lỗi đi, cái gì mình xấu cũng xin lỗi đi. Cho ông xã xin lỗi bà xã những chuyện đã xảy ra. Anh hứa anh sẽ hạn chế nhậu lại. Hạn chế hả? Hạn chế thôi hả? Bỏ luôn đi, không tốt đâu. Mình là tài xế nữa. Nó bỏ nhiều khi uống thì nó cũng kỳ. Không, bỏ mua em. Anh sẽ không đi chơi, sẽ lo làm ăn để vợ chồng được vui vẻ hạnh phúc. Bà xã mong muốn xã điều gì? Nói luôn đi. Dạ, em mong muốn chồng em thì bớt nóng tính lại, lo làm ăn, đừng đi chơi nữa, đừng đi nhậu nhiều nữa. Anh sẽ hứa với bà xã. Ôm chặt bà xã nào. Hôn bà xã đi bạn. Nhắn à. Cặp đôi thứ hai. Thì trong thời gian qua anh chưa hoàn thiện, chưa tốt với em. Thì anh hứa từ ngày hôm nay anh sẽ đối xử tốt với em, dành nhiều thời gian cho gia đình và cho con. Em mong muốn thay đổi gì từ chồng của em? Sau những sự kiện đó, chồng em giờ đã tương đối tốt rồi. Thì giờ tốt hơn nữa càng tốt. Rất tuyệt vời, thưa quý vị. Thông qua những câu chuyện ngày hôm nay, thông qua cái chuyện kể tật xấu của chồng của vợ ngày hôm nay, tôi tin tưởng rằng tất cả quý vị đang ngồi ở nhà, biết đâu mình có tật xấu nào đó, hãy thay đổi để hạnh phúc hơn quý vị nha. Nào, bạn hãy nói gì về bạn? Rất cảm ơn chương trình đã giúp em tới đây. Thực ra thì những cái tật xấu của chồng em hiện tại là thì chồng em cũng thay đổi được rất là nhiều. Vị trí số 1. Thông qua chương trình thì em cũng có nói một số cái tật xấu của vợ. Thì qua một thời gian em chỉ bảo thì vợ em cũng đã thay đổi được nhiều. Đâu vợ em đâu? Thì vợ em ở dưới. Nhưng mà vấn đề em có thay đổi hay không á? Là em có thay đổi. Phải thay đổi em nhé. Dạ. Và hôm nay em muốn nói với vợ một điều là em rất là yêu vợ. Chúc mừng bạn nha. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Em thì chưa có gia đình, chưa có bà xã để mà được chăm sóc, được nâng niu. Nhưng mà sắp tới nếu như em có thành lập gia đình thì em cũng sẽ nâng niu và chiều chuộng vợ em nhiều hơn. Xin cảm ơn chương trình. Trong cái thời gian qua thì bản thân em thì cũng có nhiều cái khuyết điểm làm cho vợ em hay buồn. Thì trong cái thời gian tới thì sẽ cố gắng khắc phục.
em muốn nói rằng vợ ơi, anh yêu vợ nhiều lắm. Rất tuyệt vời. Chắc chắn rằng ông chồng hãy nói những lời yêu thương vợ. Vợ ơi, anh yêu em nhiều lắm. Cảm ơn tất cả các bạn. Mời các bạn xuống đây. Cảm ơn hai đội chơi. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay hai đội chơi không thắng được. Giải thưởng sẽ dành cho 8 người chơi của chương trình hôm nay, 5 chú rể và 3 cô dâu.